Ok, hello anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và bây giờ thì Khải sẽ trở lại với anh em và một hướng dẫn, đó là cách tăng cả điểm tiềm năng và kỹ năng cho con lôn xét. Đây là một trong những hồi đánh nội công khá là tốt. Trước khi vào cái vấn đề này thì Khải cũng xin giới thiệu anh em luôn. Kênh Khải thường xuyên livestream những buổi giải lâm truyền kỳ và lâm truyền kỳ 1 của cụm server Đại Trung Nguyên. Và mong rằng anh em ủng hộ Khải bằng cách nhấn like và đăng ký, nhấn vào chuông để có thể theo dõi những buổi livestream từ kênh của Khải luôn nha anh em ơi. Và nè, ok anh em. Nói về cái tăng điểm về phá hướng nội công. Hướng nội công thì đa số chúng ta sẽ nghĩ đến về nội công. Nhưng mà ở server này thì đây là server phiên bản thân pháp. Anh em nên lưu ý với Khải là phiên bản thân pháp. Đó, phiên bản thân pháp nên là anh em có tăng nội công đến mấy thì lực tay chỉ là lực tay ảo thôi nha anh em. Anh em cùng xem khem Khải này. Nói chung là tăng thì tay nó lên này, nó lên đam này. Anh em, nó lên đam. Vẫn lên đam nhưng mà chỉ là lực tay ảo thôi nha anh em ơi. Lưu ý rằng là phiên bản thân pháp thì chúng ta tăng nội công thì chỉ là ảo thôi. Và nói đó, chúng ta tiếp tục đó là những phái nội công. Những phái nội công thì chúng ta không ở phiên bản thân pháp thì không nên tăng nội công nha anh em ơi. Không nên tăng nội công nha. Anh em sao cho cái nội lực mình tầm trên 1k được. Nếu anh em thấy nội lực hơi bị thiếu hoặc là không đủ 1k để có thể đánh thì anh em có thể tăng vào nội công để lấy nội lực. Đó là được rồi, chứ hiện tại nội lực ở phiên bản thân pháp nó không có tăng đam đâu nha anh em, không tăng đam nha. Nên là chúng ta sẽ làm sao làm tăng sức mạnh và sinh khí như thế nào đó để mặc được set đồ chúng ta trên người. Trước sau khi mặc được set đồ lên trên người rồi thì chúng ta sẽ đẩy mát vào sinh khí nha anh em. Chúng ta sẽ đẩy tăng mát vào sinh khí. Không đỡ một điểm nào về nội công luôn. Và ví dụ như anh em nào mà nội công có 500-600 hoặc là 700-800 thì anh em có thể tăng nhất lên một chút, đó là khoảng nội công 110. Nội công 110 thì đỡ chúng ta có thể có mana cao hơn một chút, đỡ có thể đánh những kill nội công hiệu quả hơn nha anh em ơi. Tại vì nó rất là tốn mana, anh em thấy không? Tốn 102 mana để sử dụng kill 9x. Đó. Nên là anh em tăng sao hợp lý, tầm mana mình cái mana mình trên 1k hoặc là 1k là hợp lý nha anh em. Đó. Rồi, và sau khi chúng ta tăng điểm tiềm năng xong thì chúng ta sẽ tiếp tục với điểm kỹ năng. Kỹ năng thì chúng ta sẽ hướng về cái kill đầu tiên vẫn là Hiền Thiên Vô Cực, là kill kháng nội lực hộ thân và kháng vạn đòn để chúng ta có thể đánh tống kim hoặc là solo. Đây là chúng ta sẽ tăng theo cái kiểu đánh tống kim nha anh em. Chúng ta sẽ tăng theo kiểu đánh tống kim nha. Tống kim thì chúng ta sẽ vẫn là 20 Hiền Thiên Vô Cực thôi. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ, tại vì anh em tăng lên 21. Hiện tại Khải đang có kỹ năng vốn có cầm 1 nữa, là nếu có tăng lên 21 thì nó cũng vẫn là 30 và 550 điểm thôi. Nội lực của thân và cái kiểu kháng của nó vẫn như nhau nên là không nên tăng mất một điểm phí này em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với skill chống phái, đó là xương ngạo công luôn. Chúng ta sẽ tăng map để lấy tốc độ đánh nội công. Tốc độ đánh nội công đó là 46. 46 thì khá là thấp. 46 thì được Khải coi như là nó đạt tốc độ bao nhiêu. Như 46 thì nó chỉ đạt khoảng mốc 39 thôi anh em ơi. Chỉ đạt mốc 39 thôi. 46 này chúng ta sẽ được đạt tốc 39 thôi. 46 mà anh em muốn đạt tốc 81. Nếu anh em muốn đạt tốc 81 thì anh em sẽ trang bị cho mình một cái nón. Cái nón không đủ 81. Chúng ta chỉ có thể lên 64 thôi. Chúng ta mang cái nón 18-20. 20 là lên được 66 thì đạt tốc 64. Không thể lên 81. 81 là 35. 35 có thể lên đó. Nói chung là anh em mang miễn sao nó hợp lý, cái vừa tốc độ anh em là được. Còn đây thì Khải không có cái nón của con lùng xét. Cái nón con lùng xét sẽ có hỗ trợ tốc độ đánh nha anh em. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục. Đây là tăng về nội công. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với skill kiếm pháp, cung lôn kiếm pháp và thiên tớ tăng lôi. Chúng ta sẽ tăng mát hai kiểu này. Đây là một trong những hỗ trợ nội công cung lôn xét. Đó, 225 nội công, lôi sát nội công. Và cái này là
tinh cho kỹ năng 9x. Rồi, sau khi xong hai skill này, chúng ta sẽ tiếp tục với skill Showit. Showit của con lồng xếp đó là skill ngũ loài chánh phái, chánh pháp. Chúng ta tăng vào rồi lấy lực tây. Rồi, mát 3 kiểu chính và chúng ta sẽ tăng thẳng vào hướng kiểu 1x cùng lôi trắng địa. Lấy mình lực tây tiếp tục. Rồi, chúng ta còn 22 điểm. Và còn 22 điểm thì chúng ta sẽ hỗ trợ vào kiểu thanh phong phu để lấy tốc độ chạy và kiểu thiên thanh địa chọc để lấy kháng. Như anh em cũng đã thấy ở video trước thì giày Khải là 55. Khải sẽ tăng cho nó lên 46 nữa là lấy cho 100 tóc. 46 thì 36 nè, 40 nè, 42 nè, 44 nè. Rồi, đạt tóc 46 đã có thể di chuyển vào tổng kim, né tránh khá là tốt, né đòn khá là ok. Và còn lại thì chúng ta sẽ tăng vào kiểu thiên trận thanh địa trọng đỡ lấy kháng nha anh em. Chung tùy server thôi, có server thì tăng 1 điểm thì nó lên kháng liên tục. Có server tăng 3 khi server tăng 6, còn server này là tăng 4. Server này tăng 4 thì nó mới nhảy kháng nha anh em. 14 nè, 14 nè, vẫn là 14 nè, anh em thấy không? Rồi, đây là tăng 1 kill nữa chúng ta sẽ nhảy được 15. 15, 11, 11, 15. Rồi, cứ tăng mát đây anh em ơi. Rồi, ok. Xong, đây là hỗ trợ xong xuôi kill con lồn xét để có thể đánh tống kim. Đây là hướng con lồn xét chúng ta sẽ tăng mát sinh khí nha anh em. Đó, tại vì mana khá là ok, mana khải được 1k6 nên là không tăng về nội công làm gì. Anh em ở phiên bản thân pháp anh em tăng nội công thì nó lực tay ảo thôi, nó không có tăng được gì đâu. Rồi ok, chúng ta cùng ra thử xem nào. Đó là hợp mộng nha anh em. Dược đam. Cái kiều nó rất khá là lâu nhưng mà khi đã bị dính đòn vào thì rất là khó chạy nha anh em. Con lông xét nó hiệu quả là chỗ đó. Nó xuất chiều khá là chậm. Đó. Đánh tầm 2-3 giây sau thì nó mới mất máu. Đó. Chứ không phải bị lắc đâu. Nhưng mà nó đã bị dính rồi anh em thấy không? Nhảy tầm 90k thôi. Nếu mà ai đã dính đòn vào thì chỉ có bị chóng và rất là khó chịu. Ôi, nổ 11k luôn anh em thấy chưa? Nhưng mà kinh khủng. Không, anh em thấy không? Nó nổ đầm 2-3 giây sau là giật đối phương chất khá là nhanh. Ok anh em, xong rồi, đây là cách hướng dẫn cho anh em đánh con lồng xét để đánh tống kim tầm 13x đổ lại. Và cảm ơn em đã theo dõi hết livestream này và đừng quên đỡ lại cho Khải một like và một chia sẻ cũng như ủng hộ kênh Di Khải Gaming đỡ tiếp tục ra những video hướng dẫn và những video livestream cho anh em xem nha. Ok, bye bye anh em nha. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ.